Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mỹ Mô Tô. Hôm nay mình sẽ lại đây mình cập nhật giá và tư vấn cách trả góp nha các bạn cho dòng xe Exciter 150 này các bạn. Yamaha dưới là thêm một con đó là Raider Sachin các bạn. Cập nhật giá cả và tư vấn cách trả góp nha các bạn. Hai con này nha. Và cách lấy biển số luôn nha. Đó. Đây có ạt này có rất là nhiều màu các bạn, có thể lựa chọn nè. Thì đây có trả góp là ngân hàng công ty tài chính FE nè các bạn, HD với dắt nè các bạn. Đó, có thể hỗ trợ các bạn trả góp nha. Thì trả góp là các bạn từ 10% đến 20% giá trị xe nha các bạn. Đó. Giá xe này thì dao động từ 45 đến 48 các bạn ơi. Đó. Các bạn mà có nhu cầu muốn mua thì mình có thể trả trước 20% hoặc là 10%. Các bạn nếu kinh tế không có, các bạn có thể trả 10%, trả trong vòng 6 tháng đến 3 năm các bạn. Đó. Có nhiều màu đó. Đó, phiên bản 2019 là 48 triệu là mắc nhất nha các bạn. Có mít kinh nữa nè. Mít kinh thì này nó thấp hơn cái mình so với màu đó. Cái hàng của Việt Nam sản xuất thì cái màu mới thì nó có thể mắc hơn cái màu của ạt nhập nha các bạn. Đó. Cũng như ạt nhập này là cái màu nó là 46 đi. Còn cái màu mới của Việt Nam mình là nó có thể là 47, 48 nha các bạn. Tùy theo màu đó. Thì địa chỉ số điện thoại mình để ở phần mô tả đó, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ mình trao đổi chính xác hơn nha. Đó. Còn mà mình muốn mua thì mình có biển số á, thì trong vòng là có 2 tuần nha các bạn. Đó. 2 tuần là sẽ có biển số cho các bạn nha. Đặc biệt với anh em ở gần ở tỉnh đó, đó mình cũng dễ mua nữa. Thì hầu thủ tục mình mua trả góp là gồm là giấy tờ là giấy chứng minh bằng lái hoặc là giấy chứng minh hộ khẩu nha các bạn. Đó. Mà mình có giấy chứng minh chứ bằng lái thì mình có thể mua được rồi các bạn ơi. Nếu mình không có bằng lái thì giấy chứng minh với hộ khẩu nha. Đây còn nhiều màu lắm nè. Các bạn xem tham khảo nha. Giá cả thì mình nói xong rồi đó. Còn phần trả góp thì đó, thì các bạn nào có nhiều thì mình có thể trả 20% hoặc cao hơn. Còn các bạn nếu mà kinh tế còn ít thì các bạn có thể trả ít hơn cũng được nữa. Đối với công ty tài chính là FE HD nữa các bạn, dắt nha. Đó. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Nhiều màu lắm các bạn, cứ tha hồ lựa chọn nha. Đó. Đây là phiên bản mới không nha các bạn. Đó, đầu đèn nè. Đầu đèn nè, thấy không? Đầu đèn nó khác với phiên bản thường nha. Cái lớp của nó lớn hơn nữa này nha. Đó, cái lớp nó là sẹt 90-80-17 nha các bạn. À, cái này quay không thấy rõ. Đó. Rồi mình xem tiếp theo là con xe chia nha các bạn. Ở đây Sonic bán chạy quá hết luôn các bạn ơi. Còn xe chia không nè. Xe chia Raider nè, Suzuki xe chia Raider nè các bạn. Đó. À.
đó, nhiều màu lắm nha, nó còn màu nữa nè. Ở đây tiệm này khách đông lắm các bạn ơi, bữa nay là thấy khách vô mua xe nhiều lắm đó các bạn. Đây ưu đãi mình hỗ trợ mình rất tốt luôn các bạn ơi. Thì giá cái này cũng có trả góp luôn nha các bạn. Thì cách trả góp thì mình có chứng minh lái xe hoặc là chứng minh với hộ khẩu đó. Nếu mình không có bằng lái xe thì mình có chứng minh với hộ khẩu là mình có thể mua được nha các bạn. Nếu mình không, mình ở đây mình không có hộ khẩu, mình có cái bằng lái xe hoặc là chứng minh là mình có thể mua được nha các bạn, không cần hộ khẩu nha đó. Thì con này thì giá dao động thì 53 đến 53 triệu 500 các bạn ơi, trên lệch có 500 thôi, là trên lệch hả bạn, là không biết sao mà trên lệch có 500 không hiểu nữa. Các bạn có nhu cầu muốn mua thì tìm hiểu vấn đề này kỹ hơn ha đó. Thì cách trả góp thì mình trả trước 20% của giá trị xe hoặc là thấp hơn cũng được nha các bạn, cũng có hỗ trợ cho các bạn. Các bạn nếu mà đam mê là người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn hết mình luôn đó, có thể trả là 10% đó hoặc là thấp hơn nữa, với điều kiện là mình phải đóng tốt cho bên công ty người ta là được rồi đó. Thì trả trong vòng là 6 tháng đến 3 năm nha các bạn đó, rất là ưu đãi luôn á. Xe quá trời đẹp, quá đẹp luôn. Đó, các bạn nào ở tỉnh thì mua là giấy tờ là bao gồm hộ khẩu với chứng minh nha các bạn. Nếu không có hộ khẩu thì chứng minh với bằng lái đó, các bạn có thể mua được một chiếc xe. Đây cửa hàng Minh Long nha các bạn, ở Bình Dương nha, Thuận An Bình Dương nè, địa chỉ chi tiết mình để ở phần mô tả nha. Thì hoặc là các bạn mà xa quá, nếu các bạn ở quê mà xa quá thì các bạn có thể lại cửa hàng gần nhà các bạn nhất đó, các bạn cứ xem hỏi và giá cho nó có cao hơn ở đây không hay là thấp hơn ở đây không, thì có thể các bạn cũng có thể mua ở gần nhà các bạn được đó. Các bạn nhớ xem theo dõi mình nha, đăng ký kênh theo dõi video mới nhất của mình. Video của mình sẽ cập nhật giá tất cả các dòng xe hàng tháng nha các bạn. Các bạn cứ đăng ký theo dõi, và nếu không mua cửa hàng này được thì các bạn có thể mua cửa hàng gần nhà các bạn, không có sao hết. Này là mình đăng ký mình xem miễn phí mà. Đó. Khách vô mua nó vậy các bạn. Đó, khách mà vô mua nãy giờ nhóc luôn các bạn. Đó, xe ở đây nhiều lắm. Thì video này mình quay tới đây thôi nha. Video sau mình sẽ quay những tay ga nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.